Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng lên đến 100.000 USDT từ một cái sàn phơi mát nha bạn. Thì mình không biết làm sao nữa, trước kia mình có làm cái gì không nữa, tự nhiên mình đăng nhập vào sàn phơi mát nè các bạn. Thì mình đã nhận được 0.0003 BTC có 17 đô à. Chắc trước kia mình có làm cao 1 với các bạn, nhưng mình không nhớ. Nay mình đăng nhập vào sàn mình gặp. Thật là may nha các bạn. Thì bạn nào chưa có tài khoản thì các bạn nhấp vào sign in, các bạn đăng ký một email và mật khẩu, rồi các bạn vào mail confirm nha các bạn. Sau khi có cái tài khoản trên sàn Freemax rồi, các bạn click phần link thứ hai của mình, các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Khá là đơn giản. Nhiệm vụ đầu tiên là update QR code, còn chơi một cái sàn Freemax các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba giao dịch cùng nữa các bạn. Mình làm xong này rồi mình rút 17 đô nó về luôn. Rồi mình bấm vào accept nha bạn. Sau khi mình bấm vào accept, các bạn chọn vào địa chỉ ETH này nè các bạn. Các bạn nhấp vào cái mũi tên này các bạn. Các bạn chọn vào một deposit nha bạn. Deposit này là một withdraw. Chay. Một deposit nha bạn. Sau khi các bạn bấm vào một deposit rồi thì nó ra một cái giao diện thế này, các bạn bấm vào continue các bạn. Sau đây nó không hiện cái QR code ta. Các bạn bấm vào show QR code các bạn. Sau khi bạn hiện vào show QR code, các bạn chụp màn hình để giúp mình các bạn. Các bạn để mình lấy cái WePin này ra bên đăng mình gửi cho nó quét QR code nữa bạn. Chụp màn hình lên các bạn. Rồi sau khi chụp màn hình rồi, các bạn copy cái địa chỉ mình luôn các bạn. Copy địa chỉ ETH luôn. Rồi các bạn đảo lại một cái link một cái trang giveaway của mình các bạn. Đây là một cái kèo ăn chắc phần trăm, mình khẳng định với các bạn ăn kèo này là từ 9 đến 10 đô là xịn các bạn. Rồi các bạn bấm vào một update QR code nè. Rồi các bạn bấm vào mũi tên này, các bạn up lên một bức ảnh QR code các bạn. Up lên file nè. Các bạn, mình thấy những người nước ngoài chia sẻ cái kèo này rất đông, rất là mạnh luôn các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue các bạn. Không có gì khó chứ. Chương trình này giveaway này nó còn có mấy ngày nữa ta? 13 ngày nữa kết thúc nha các bạn. Nó sẽ phong phối tôi cần cho mình chia sẻ 100.000 USDT này. Khá là dày luôn. Rồi các bạn chờ nó rồi ok. Tiếp tục thì các bạn quát Freemax ETH thì bấm vào các bạn. Các bạn bắt địa chỉ các bạn hồi nãy copy luôn các bạn. Rồi bấm continue luôn các bạn. Tiếp tục. Chờ nó load xa xóa chút. Ok. Tiếp tục thì các bạn chọn vào watch UID Freemax thì các bạn bắt up lại cái sàn Freemax này các bạn. Freemax nè, thì các bạn nhấp vào ba giao dịch bên cùng nữa các bạn. Thì bạn nhấp vào ba bên cùng nữa bạn. Các bạn bấm vào một account của mình nè các bạn. Account là tài khoản như gì đó. Thì nhiệm vụ thôi. Mày này khá là đơn giản các bạn. Rồi các bạn copy cái UID này nè các bạn. 246 còn sao chép lại nha các bạn. 246. Rồi các bạn bắt up lại một cái trang giveaway của nó các bạn. Rồi các bạn bấm vào một What's your format ID nè các bạn. Các bạn bắt ID đó vào các bạn. Vào năm 2021 thì thấy từ khi mạng Binance Smart Chain ra toàn kèo ngon không các bạn. Rồi mình đã nhận được ba token rồi đó. Tiếp tục thì các bạn follow Freemax các bạn, nhập đây follow Twitter thôi các bạn. Rồi bấm vào continue, bấm vào follow chứ. Chắc mình follow rồi. Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Theo dõi nè. Farm các bạn chờ lâu chút xíu các bạn để mình có thể... Twitter các bạn like và tweet nha các bạn. Đâu không mình đăng nhập vào sàn test lại các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Các bạn bấm continue nha bạn. Các bạn cứ làm đi, những chứa những đồng coi gác rồi nó hiện ra một cái đống
nhiệm vụ luôn, các bạn tiếp tục làm tương tự nha các bạn. Thì các bạn follow Twitter nè, các bạn làm được nhiệm vụ nào thì được làm, các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ được ăn chia nhiều, còn các bạn làm ít thì ăn chia ít các bạn. Thì cứ làm và khai báo thông tin, vậy sau này tôi cần nó sẽ trả về sàn Bitmax nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, tất cả các bạn nhiều những video clip tiếp theo của mình nhé.